về thăm cơ sở sản xuất nấm đoàn kết ở xóm Sơn Thành, xã Nam Thành, huyện Yên Thành, mới thấy hết không khí chuẩn bị sản phẩm nấm cung cấp thị trường ngày Tết cho người dân quê lúa. Hơn 4 năm qua, tận dụng nguồn phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp như rơm dạ, bọn cưa và kinh nghiệm qua mỗi vụ thu hoạch. Cơ sở sản xuất nấm này đã xây dựng và sản xuất thành công các loại nấm như nấm mỡ, nấm rơm, mộc nhĩ, nấm sò, vân vân mỗi năm cho thu hoạch lãi dòng sấp xỉ 200 triệu đồng và giải quyết việc làm cho nhiều lao động. Riêng dịp Tết này, cơ sở sản xuất nấm cũng sẽ cung cấp cho thị trường một lượng lớn nấm đủ các loại. kỳ dịp Tết nguyên đán là cái thời tiết thuần tiên nhất cho cái nấm sản xuất thì chúng tôi là đưa ra khoảng 10 tả nấm tươi và cái thu nhập của gia đình thì từ các cái khoản chi phí ít nhất chúng tôi thu được từ 80 đến 100 triệu đồng. Mặc dù mới đi vào triển khai xây dựng trang trại chưa lâu, nhưng trại sản xuất nấm của gia đình ông Lê Văn Hạnh ở xã miền núi Sơn Thành được xem là một trang trại được đầu tư quy mô hiện đại và có nhiều triển vọng trong trồng nấm ở huyện Yên Thành. Với diện tích trên 3.000m2, hiện tại ông đã xây dựng 5 trại trồng nấm khép kín bằng dây chuyền công nghệ tiên tiến. Bình quân mỗi ngày, trại của ông cung cấp cho thị trường 2 tạ nấm rơm mộc nhĩ, giá bán từ 25.000 đến 30.000 đồng 1kg nấm rơm, đối với mộc nhĩ hơn 100.000 đồng 1kg. Điều đáng phấn khởi là sản phẩm làm ra đến đâu được thị trường tiêu thụ hết đến đó. Nhờ mặt bằng nhà xưởng thoáng rộng, trong quá trình làm tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, ngâm ủ, xử lý nguyên vật liệu, thu hái đảm bảo, nên trại nấm của ông Lê Văn Hạnh đã được tỉnh ra quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Tính giờ đến Tết ta sẽ thu hoạch được sản phẩm mắm mục nhì tươi là 10 tấn và nấm so là có 12 tấn, trong đó có hai loại so trắng và so xám và một tà nấm linh chi. Đó, tổng thu nhập thì uh, trừ chi phí rồi đáng dự tính là lại 100 triệu. Nấm là loại thực phẩm tốt được người tiêu dùng ưa chuộng. Đến nay toàn huyện Yên Thành có hàng trăm hộ sản xuất ở 21 xã, trong đó có 87 hộ đầu tư xây dựng quy mô lán trại bài bản, khoa học, có lò ấp thanh trùng vân vân. Riêng vụ đông năm 2014 đã sản xuất được trên 230 tấn nấm các loại, trong đó có khoảng 35 tấn nấm mỡ, hơn 80 tấn nấm sò, trên 100 tấn mộc nhĩ tươi, đưa lại giá trị gần 4 tỷ đồng. Để chuẩn bị sẵn sàng cung ứng đủ mặt hàng nấm cho người tiêu dùng vào dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, các cơ sở sản xuất, các hộ trồng nấm ở Yên Thành dự kiến sẽ cung cấp gần 40 tấn nấm các loại, tập trung nhiều ở các xã Sơn Thành, Nam Thành, Khánh Thành, Công Thành, Long Thành, Đức Thành, vân vân. Bên cạnh giải quyết việc làm cho hàng trăm người lao động thời vụ nông nhàn, hàng chục nghìn tấn rơm dạ đã được đưa vào sản xuất nấm, bã phế thải được xử lý thành phân hữu cơ sử dụng cho trồng trọt. Trong khi đó, chi phí đầu tư thấp quay vòng vốn nhanh, dễ chăm sóc, thị trường đầu ra khá thuận lợi là những yếu tố giúp bà con nông dân yên tâm đầu tư vào nuôi trồng nấm. Sát à, Tết thì trên địa bàn chủ yếu tiêu thụ cái loại nấm so và cái nấm mục nhì là hai loại nấm chủ yếu, còn cái nấm mỡ do cái, cái mùa vụ cho nó thể kết, kết thúc được Tết. À, hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo cả khâu là giá cái xử lý nguyên liệu để tiếp tục làm nấm so và cái năm nay cũng là cái năm mà chúng ta thêm một cái loại giống nấm thon nó phù hợp với cái điều kiện lạnh cho nên năng suất rất cao hiện tại trên địa bàn bà con đã sản xuất à, với cái đặt vấn đề như vậy thì chúng tôi phấn đấu ở cái dịp tết sẽ tung ra thị trường khoảng 30 đến 40 tấn nấm để đáp ứng cái nhu cầu nấm tươi và khoảng 10 tấn nấm khô ở một dây cho bà con chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ đến Tết Nguyên Đán Ất Mùi. Những ngày này, các hộ trồng nấm ở huyện yên thành đã và đang tập trung chăm sóc thu hái bảo quản các loại nấm nhằm cung cấp thực phẩm rau sạch cho thị trường ngày tết với một lượng đáng kể và bằng những cơ chế khuyến khích hỗ trợ kịp thời chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất đến đâu được tiêu thụ ngay đến đó sẽ càng tạo điều kiện thuận lợi tạo niềm tin cho người dân yên tâm phát triển nghề trồng nấm góp phần giúp người dân xóa đói giảm nghèo làm giàu chính đáng từ chính tiềm năng thế mạnh của mỗi vùng quê